Chào mừng các bạn quay trở lại với channel Khám phá quê hương nhé. Hôm nay mời các bạn sẽ xem làng tôi khinh nhà. Người dân tộc Mường chúng tôi khênh một cái nhà, di chuyển một cái nhà ra chỗ khác nó sẽ như thế nào. Đấy. Đây là cái nhà chuẩn bị di chuyển. Đó. Đây là cái nhà chuẩn bị di chuyển đi chỗ khác để xây nhà mới. Đây là bãi đất chuẩn bị để khênh nhà lên. Đó ấy. Ngày xưa thì việc khênh nhà này là rất thường xuyên vì rất nhiều nhà di chuyển nhà đến chỗ khác, nhưng mà bây giờ thì cực kỳ là hiếm rồi. Mấy năm nay mình mới thấy có một nhà khênh. Kiểu người thì có, còn kiểu nhà thì chưa. Đây là những cái cây, những cái cây xà buộc vào để người dân đến để khênh. Gia cố rất là chắc chắn. Sắp 11 giờ rồi, kém 20. Cái gì, mấy người quá rồi đốt xà. Đây là tiết mục đánh trống để gọi là đánh trống gọi là đến để thêm nhà. Hiện tại là vẫn chưa có người đến. Làm đến người ta bảo đi quẹt. Đánh đi anh công. Trong có một cái dùi đấy. Sau khi bác đánh hết một hồi trống thì dân làng đến rất là đông. Đây là anh Chiến. Anh Chiến chào khán giả cái. Đây là thanh niên xóm. Đấy. Quan các thanh niên trai tráng trong xóm mà tập trung tất vào đây để chuẩn bị khênh nhà, nhưng mà cái dốc này hơi cao, đây dốc từ dưới này lên trên bãi đất trống này, mà qua cái đoạn bờ đất này thì có không biết là có lên được hay không. Thì nếu lên được đâu như hội luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 2. Mỗi nhà 1-2 người. Đúng rồi, tí phải kéo lên đống rơm này để quay cho nó toàn cảnh. Trường cho lên đây à? Đúng rồi, vâng. Vâng, bà. Đó bác ơi. Chưa đủ đâu. Dạ. Đâu, ai phát biểu nào? Đến nhiệm vụ. Thì bây giờ mỗi một cái cột này các bác vào một em hai người. Xong rồi bắt đầu là xem vào. Đấy, xem mỗi cái cột vào hai người đã. Mỗi một cột. Thử vào đi. Là bốn cột đâu bắt đi. Bây giờ các bác nhá. Mày ông nào khớp là đánh đu được đấy. Rất là nặng. Thế nên là cái góc là phải có đông người hơn. Chất là cao. Mà đi theo hướng nào không nhỉ? Chưa chắc đã lên được. Từ từ đã. Tầm này chưa chắc đã lên được lúc này. Không cao quá. Các bạn ra đi. Các bạn vào đây. Các bạn vào đây. Chưa ai đã dồn vô. Vào đây. Trong rồi, trong rồi. Vào ạ. Vào đây, vào đây. Tầm ở dưới.
đẹp hơn đi. Chỉ luôn chứ này. Thử cái trong đây luôn. Bảo bài đi. Thẳng lưng lên, thẳng lưng cao lên nhá. Phát biểu sau khi đấy, sau khi kinh xong thì mọi người chuẩn bị vào bàn liên hoan tiệc ngoài trời luôn đấy. Đây là tiệc liên hoan đây, bia này, cà phê này, táo Lạc Giang, rượu thuốc lào.